Trời ơi, hít con nó ngủ. Nè, đây, hít con nó ngủ không? Dạ. Dạ, nhìn ra đố mọi người chứ con này nó sống mà chết. Nó ở trên đầu là ở chỗ ốc nó mà có chút đen đen ở vàng vàng hay sao ấy gì cá. Bụng. Ôi, chút xíu kìa, chút xíu ở trên kìa. Đầu. Hết con nó ngủ. Trời la vậy mà không không. Này à, nhìn vô ai nó ăn nó con chim này nó đang ngủ. Này nhìn vô là nó con chim này nó chết rồi nè. Nè nó nhắm mắt nó ngủ nè. Nè đừng nghe làm như nhẹ. Ê. Nằm ngửa ra, nằm ngửa ra nữa hả? Nó nằm úp. Nè. Nè nó mở mắt nó vào nè, nó nhắm mắt nữa hả? Hết con nó ngủ. Nhìn nè. À, đi ra gì chết không? Đụng, đụng nó mở mắt nè. Đó. Mở mắt. Mở mắt ra giờ rồi. Nó làm nó ngủ. Nè nhìn đi nha. Qua lên con. Nó làm nó ngủ. Chim mới về nha anh em. Chim đang qua ra lần để qua cám nha. Nè về chưa biết ăn nữa nè. Không biết mổ sao luôn rồi. Nó mổ nè. Nè anh em nhìn thấy nó mổ không? À, nó chưa biết ăn trong cám nha mà bắt đầu ăn nè. Nè mấy con này là ngày mai bắt đầu, ngày mai là qua cám nha anh em. Nè anh em thấy không, chim mình mới thả ra ha. Còn con này thì cũng mình mới thả ra nè, quay gần cho anh em xem ha. Nè thấy không, nè chim nó ăn cái miệng nó còn cám không nè anh em thấy không. Ở đây mình qua là mình qua vậy nè anh em. Nè giờ nó ăn sâu này thấy không, nè con chim này là từ đây tới chiều là con chim này ăn cám nha. Nè anh em tin không, con chim này từ đây tới chiều ăn cám nè. Đó nó ăn sâu đó, một hồi nó sẽ sơm cám là bắt đầu nó ăn cám anh em. Rồi bye bye anh em nha, chúc anh em một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha, gặp nhiều điều may mắn ha. Rồi bye bye anh em nha, anh em nào thì có mua chim thì hít cô mới về hồi đêm hôm luôn nha anh em. Qua đi Cà Mau mà bị mắc mưa quá cho nên phải gớt lại ở Bạc Liêu. Thì ngày hôm qua mình đánh ở Bạc Liêu, chim này là chim Bạc Liêu nha anh em. Chim này là chim Bạc Liêu. Thì chim này là con này với con này là của khách, mình vô lòng hết rồi. Còn ở trong học này là chuyền sạc nha anh em, có một con đầu đen mình bỏ vô trong đó. Con này là chuyền sạc, đây là còn ba con chuyền sạc ở trong đây, còn mấy con ở trên đó thì mình vô lòng để cho khách hết rồi. Anh em nào muốn mua chim thì liên hệ với mình ha, để mình dừng xong cái clip này mình sẽ để cái số điện thoại ở bên dưới, có gì anh em liên lạc nha. Rồi bye bye anh em nha.